Hôm nay là lần đầu tiên vợ chồng chị Tình đưa con đi tiêm chủng. Sau khi được tư vấn, cả hai vợ chồng đã thống nhất mua hai gói vaccine với thời gian từ 0 đến 24 tháng tuổi. Nhờ có chương trình trả góp mà gánh nặng kinh tế cũng vơi đi phần nào. Vì nếu không, cùng lúc gia đình chị sẽ phải chi trả khoản tiền lên đến hơn 35 triệu đồng. Thì rất là tiện lợi và kiểu như là thuận tiện là rồi phù hợp với túi tiền. Nếu mà nếu bỏ ra một lúc thì nó sẽ khó khăn hơn. Thì mình có cái này thì rất là tiện, tại vì mình sinh đôi mà. Hiện hệ thống tiêm chủng này đang triển khai rất nhiều gói vaccine khác nhau, cùng với cam kết miễn phí khám, tư vấn, tiêm đầy đủ, tiêm đúng lịch và không lo tăng giá hay thiếu hụt vaccine. Dẫu biết mua chọn gói có nhiều lợi ích hơn so với việc tiêm theo mũi lẻ, thế nhưng với những trường hợp như gia đình chị Thanh thì kinh phí lại đang là trở ngại. Vì chỉ ngày hôm qua thôi, nếu mua gói nào, chị sẽ phải thanh toán hết số tiền của toàn bộ gói đó. Một lúc mà mình trả tận mười mấy, 20 mấy triệu thì mình cảm thấy nó cũng hơi khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình chia đều ra thì mình cảm thấy nó cũng hơi đỡ khó khăn hơn. Sau ngày hôm nay thì mình định trao đổi gia đình. Và nếu mà gia đình đồng ý và cũng thống nhất là mua luôn gói cho con thì mình cũng sẽ có thể là tham gia cái chương trình của trung tâm. Đại diện Trung tâm Tiêm chủng Vaccine VNVC cho biết, để triển khai chương trình này, phía hệ thống sẽ phải chịu phí hơn 5% để chi trả toàn bộ lãi suất ngân hàng cho khách hàng. Nhưng đổi lại sẽ chia sẻ khó khăn, giúp người dân có điều kiện để sử dụng các gói vaccine nhiều hơn. Mình tin rằng không chỉ là số lượng người tham gia chương trình trả góp mà số lượng người tham gia mua gói tiêm sẽ ngày càng nhiều hơn nữa, bởi vì ý thức của người dân nâng cao sức khỏe ngày càng cao, đồng thời là họ sẽ có nhiều cái lựa chọn để có thể dễ dàng quyết định mua gói tiêm hơn. Ngay trong sáng nay đã có hơn 20 khách hàng ký mua gói vaccine trả góp tại các trung tâm thuộc hệ thống tiêm chủng này trên cả nước. Hiện nay, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã mở rộng địa điểm tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và để người dân có thể nhận được dịch vụ tiêm vaccine trả góp. Cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh có 2 trung tâm, Đồng Nai có 1 trung tâm và Hà Nội thì có 2 trung tâm lần lượt ở địa chỉ số 180 Trường Chinh, quận Đống Đa và tòa nhà Icon 4, số 3 Cầu Giấy, cạnh trường Đại học Giao thông Vận tải.